Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học mỹ thuật lớp 4, chủ đề 7, xem tranh. Ở tuần 23 chúng ta sẽ học bài xem tranh phong cảnh. Ở phần trải nghiệm này, chúng ta sẽ xem tranh của các họa sĩ nổi tiếng như là Nguyễn Gia Bảy, Nguyễn Tiến Chung, Bùi Xuân Phái và của một bạn học sinh như chúng ta là Tạ Kim Chi. Xuân về trên bản là bức tranh nổi tiếng của họa sĩ Nguyễn Gia Bảy. Trong tranh, ba họa sĩ đã vẽ cảnh hàng cây mọc trên đồi núi nhấp nhô. Những mảng màu cam, vàng, xanh rêu pha lẫn màu nâu đen cho chúng ta thấy sự tài ba trong họa sắc. Cả bức tranh là mảng màu trầm ấm, nhưng ở phần bầu trời lại trong xanh như diễn tả một mùa xuân rực rỡ đang về trên bản làng. Phong cảnh Sài Sơn. Đây là tranh khắc gỗ màu của họa sĩ Nguyễn Tiến Chung. Có thể nói ông là người đưa tranh khắc gỗ Việt Nam lên một tầm thế mới. Tranh của ông rất đơn giản, mộc mạc, là họa sĩ đa tài, vẽ nhiều chất liệu từ bột màu, mực nho, tới sơn dầu, sơn mài, lụa, khắc gỗ, v.v. Tranh lụa của Nguyễn Tiến Chung mang đậm nét phương Đông, luôn phát huy được nét lụa truyền thống với vẻ đẹp đặc thù của chất liệu lụa ống ả, giàu chất thơ. Tranh sơn mài có những nét khỏe khoắn riêng biệt. Tranh sơn dầu với phong cách riêng, màu mỏng nhẹ và điểm nét cũng thanh thoát. Ông luôn tâm niệm, mắt chúng ta phóng xa nhìn thế giới, nhưng chân chúng ta phải đứng trên mảnh đất Việt Nam, không bao giờ mất gốc, tìm hiểu nghệ thuật. Thế giới là để nâng tầm hiểu biết của ta lên. Chính vì điều này, các sáng tác của họa sĩ luôn hướng đến yếu tố dân tộc. Tranh phố cổ của họa sĩ Bùi Xuân Phái, sinh năm 1920, mất năm 1988. Ông là cái tên thuộc hàng kinh điển của nền mỹ thuật Việt Nam. Những đóng góp của ông cho nền hội họa nước nhà, đặc biệt là thương hiệu phố phái, luôn còn sống mãi với thời gian. Bùi Xuân Phái chuyên về chất liệu sơn dầu, đam mê mảng đề tài phố cổ Hà Nội. Ngay từ lúc sinh thời, tranh của ông đã được quần chúng mến mộ, gọi dòng tranh này là phố phái. Vào thập niên 70, khi người Hà Nội chợt nhận ra rằng đã từ lâu có một phố phái hiện hữu, đầy ắp trong lòng thành phố của mình, cho đến bây giờ người ta mới hiểu Bùi Xuân Phái đã như một mạch nước ngầm, ngày càng lan rộng và thẩm thấu chân thành đến tận cùng những tâm hồn xa lạ. Các tác phẩm của ông biểu hiện sâu xa linh hồn người Việt, tính nhân bản, nhân cách và lòng yêu chuộng tự do, óc hài hước, đậm nét bi ai và khốn khổ. Ông là người đã góp phần rất lớn vào lĩnh vực minh họa báo chí và trình bày bìa sách, được trao tặng giải thưởng quốc tế về trình bày quyển sách Hề Chèo. Chúng ta đã xem tranh của các họa sĩ và tìm hiểu về cuộc đời của các họa sĩ nổi tiếng. Vậy ở phần khám phá, các em hãy quan sát và trả lời các câu hỏi sau. 1. Tên tranh, tên tác giả. 2. Em hiểu thế nào là tranh phong cảnh? 3. Tranh phong cảnh có thể vẽ từ các chất liệu gì? 4. Trong bức tranh có những hình ảnh nào? Tranh vẽ về đề tài gì? Năm, màu sắc trong bức tranh như thế nào? Có những màu gì? Hình ảnh chính trong bức tranh là gì? Bảy, chất liệu, cách thể hiện. Tám, khi xem tranh, ta cảm nhận được điều gì? Sau khi khám phá xong thì chúng ta sẽ bước qua phần luyện tập. Bài tập hôm nay của chúng ta là chọn một trong những bức tranh và vẽ màu theo ý thích. Sau khi các bạn làm bài xong thì chúng ta sẽ nhờ phụ huynh gửi lại bài tập bằng cách chụp hình và gửi Zalo cho cô nhé.
Chúc các em làm bài vui vẻ nhé.